Kính thưa quý đạo trưởng, quý đạo huynh, quý đạo tỷ và môn sanh minh lý, minh lý đạo. Và kính thưa quý đạo trưởng, quý đạo huynh, quý đạo tỷ, cơ quan phổ thông giáo lý đại đạo. Kính thưa chư quý vị, nhân dịp kỷ niệm 100 năm khai minh lý đạo 1924-2024 và 100 năm khai minh đại đạo 1926 2026 sắp tới hai sự kiện lịch sử trọng đại này khiến những tín hữu đôi bên không khỏi có những suy nghiệm về ý nghĩa của tiến trình cơ đạo đặc biệt liên quan giữa hai bên và liên quan đến tổng thể cơ đạo thời Tam kỳ phổ độ. Trước tiên, khai Tam kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn đã dạy người tín hữu phải xác định cái ý nghĩa của đạo là con đường duy nhất của dạng sinh linh của dạng linh sanh chúng từ thầy ban phát đến thế gian và từ thế gian các con trở lại cùng thầy cho nên thánh giáo có câu rằng người những tưởng cao đài tôn giáo nào hay đâu đại đạo hoàng dương do đó đức chí tôn dạy thêm rằng Nền đại đạo ngày nay thầy lập trên lãnh thổ Việt Nam này với sứ mạng tinh lọc những chánh lý siêu nhiên tam tông Âu Á làm nền tảng tận độ chúng sanh trở về với lý đồng minh hiện. Lý đồng minh hiện chính là cái mầm sống là nguyên thần, là trời, là đạo, là nhân của người như lời dạy trong thánh giáo có đức diêu trì kim mẫu tại Từ Tôn. Đạo Minh Lý ra đời năm Giáp Tý 1924. Đức Thái Thượng Lão Quân dạy phải lập ra một ngôi chùa và dạy môn sanh Minh Lý như sau. Thái Bình chờ đợi các môn sanh Thượng Đạt làm cho sáng đạo lành. Lão luyện tinh thần nên quả giác, quân minh trị thế đạo lưu hành đồng thời đức chí tôn lâm đàn dũng dạy ngay tại minh lý thánh hội rằng ngọc quý thầy trao sum giữ gìn hoàng ân quyền pháp để lòng tin thượng hòa hạ mục ơn còn lắm đế đạo hoàng khai trẻ gắn bền kể từ đây đức chí tôn và tam giáo đạo chủ chính thức hoàng khai tân pháp minh lý đạo hoàng khai tân pháp minh lý đạo trong cái mục đích tôn chỉ mạng trên dạy rằng bổn phận của nền giáo lý mới tức là tân pháp ra đời không lập một pháp gì khác hơn là kết tinh giáo lý học thuyết đông tây kim cổ làm một chương trình để tự tu tự độ mà độ dẫn loài người. Cái tinh ba thuần nhất đó được quy tụ trở thành một tổ chức dung hòa. Mà sứ mạng của chúng ta có bổn phận tiên phong dọn đường cho một đấng quyền pháp trọn lành đến sau đấng ấy đủ ân quay chận đứng nỗi thống khổ đương diễn hành mà cảm hóa được lòng người trở về cùng chân lý đồng nhất. Chân lý đồng nhất ấy chính là lý đồng minh hiện nói trên nói trên đây. Nên Đức Chí Tôn đã xác minh rằng Thầy mở cuộc vinh hoàng tái tạo, dụng quyền linh đại đạo vận hành, quyền Thầy hiệp cả dạng sanh, đồng tay kim cổ lập thành tương lai. Do đó, chúng ta suy nghiệm những lời dạy trong thánh giáo của ân trên chúng ta có thể để thâu thập được tiếp cận được cái mục đích khai minh lý đạo và khai minh đại đạo bằng đoạn tạm kết như sau từ hai sự kiện lịch sử trọng đại trong thời Hạ Quân liên quan con đường tiến hóa tâm linh của nhân loại là Khai Đạo Minh Lý và Khai Minh Đại Đạo. Tuy vào hai thời điểm trước sau, nhưng đều thuộc thiên cơ quy nguyên đại đạo. Xin lập lại quy nguyên đại đạo bằng ba nguyên lý thống nhất là Nguyên lý nhất tăng dạng, dạng quy nhất, nguyên lý đất nhất và thiên nhân hiệp nhất và nguyên lý đại thừa thiên đạo trường lưu khắp dạng loài chuyển cơ tiến hóa nhiệm màu thai đại thừa sứ mạng hành thiên đạo nào quảng hè đông nẻo dặm dài do yếu chỉ của cơ quy nguyên mà tân pháp minh lý đạo hiệp nhất với là tân pháp cao đài lập thành bất nhị pháp môn của đại đạo tâm kỳ phổ độ là Minh được lý đồng là đường giải thoát. Lý được minh mới đạt cơ trời. Lý minh mới cứu được đời. Minh cho rõ lý. Đất trời là đâu? Đức Câu Đài lại dạy thêm rằng Thử sứ mạng đương sanh quần giáo Thị đại thừa thiên đạo tiến tu Kỳ khai nhất bổn dạng thù Giảng thù quy nhất công phu siêu phàm phần trình bày của chúng tôi để kỷ niệm ngày lễ 100 năm minh lý đạo khái hôm nay chúng tôi xin kính chào và kính chúc toàn thể chư quý vị được thân tâm an lạc và được hưởng nhiều hồng ân của các đấng thiêng liêng đức chí tôn đức từ mẫu và các đấng thiên liêng đang phục vụ cho cơ đạo Đại Đạo Tâm Kỳ Phổ Độ trong giai đoạn sắp tới. Nam Mô Cao Đài, Tiếng Ông Đại Bồ Tát, Ba Ha Tát. Nam Mô bát Nhã Thiền Sư, Tam Tông Pháp Chủ, Nguyên Quân Bồ Tát. Xin kính chào.